Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em có xử lý lại một cái bộ nồi như cái gì thì cô chú anh chị là cái phương án là làm nồi á, nếu làm tiết kiệm cô chú anh chị thay cho mình cái vành chuông nè và ba cục bố nè và bố lá, nghĩa là giữ tất cả lại cái cuốn chuông nè và nguyên cái cụm sao mặt ép nhôm là giữ lại 2-4 lá bố nè, 2-3 cục bố ba kèn nè và cái vành chuông. Thì cái trường hợp này là bạn mình là cũng đã làm nồi rồi nhưng mà do cái cụm đầu không đạt, mình đang xử lý lại cái cụm đầu nha bạn, và mình hướng dẫn các bạn có thể là mình xử lý tại nhà, ví dụ nhà mình là điều kiện xa xôi mà không có gần được tiệm tiện các bạn, thì mình xử lý tại nhà mà mình thấy cách này nó hoàn hảo các bạn, thì mình sử dụng những cái đồ chính hãng không à, thì nó rất là ok. Thì cái bộ này là người ta đã thay cái vành chuông mới các bạn, và cách tán đinh tán của người ta cũng bình thường nè, rồi cụm bố thì dán lại các bạn, bố dán này các bạn thấy không. Thì giờ mình thay lại bố chính hãng và vành chuông đinh tán chính hãng, và ba cái lá bố này thì bạn mình thay chính hãng rồi thì mình vẫn để lại nha bạn. Thì cái cụm sau là mình kiểm được rồi, các bạn thấy cái nồi chạy được hay không, nhìn các bạn nhìn quen mắt đó, ngó cái đuôi như này nè là mình biết là cái bộ nồi này cắt con được hay không, các bạn biết là quen mắt thôi. Thì lá bố bạn mình thay chính hãng mình nhìn rất là lẹ bạn, các bạn nhìn nè, thứ nhất là lá bố chính hãng là mấy cái cạnh người ta phay xước hết nè các bạn, đây nè. Thì cái bộ nồi này là của quay S110 mà các bạn lấy lá bố quay rim là bao lá bố màu vàng các bạn bỏ vô chạy bình thường nha. Thì đây là cái lá bố chính hãng có 105, 106 gì nè, và có FV, FCC Việt Nam. Và một đặc điểm là cái bao lá bố chính hãng là các bạn thấy nó bị phay xước đầu hết. Và cái cụm này ok nha các bạn, cái cụm này là không bị trượt nồi đâu, cụm này mình thấy là ok nè. Toàn bộ là nguyên bản hết, các bạn sử dụng lò xo zin á, các bạn sử dụng cái đế nhôm lại bình thường, lò xo zin đi suốt cuộc đời không bao giờ phá đế nhôm nha các bạn xử lại dùng lại ok lắm. Nó đừng, các bạn đừng ham lò xo độ được tháng đầu thôi, tháng thứ hai là nó gớt liền, ngay cả Edwinner là các bạn không được sử dụng lò xo độ, cứ lò xo độ là bộ nồi nó chết liền các bạn. Còn á mà các bạn đi lá bố lô là bộ nồi nhất là con tay là nó gớt liền, không ai mà dám làm lá bố lô đâu nha các bạn. Nói với nồi thì mình hướng dẫn cho các bạn, mình chia sẻ những anh em mà xa xôi không có gần tiệm tiện thì mình tự làm tại nhà với một cách rất là hoàn hảo, toàn bộ là đồ chính hãng. Thứ nhất là mình giới thiệu trước cái cụm sau, thì các bạn mua lá bố các bạn thả vô, những anh em thợ rất là gần, mình đang giới thiệu cho bạn là cái cụm trước thôi. Các bạn mua một cái vành chuông đinh tán chính hãng nè, lúc nào cũng có ba cái đinh tán cho theo là mất là thua nha các bạn, người ta không bán ba con đinh tán lẻ, và đa con đinh tán chính hãng á là nó màu đen. Và cái vành nè, các bạn sẽ so sánh hai cái vành chuông chính hãng nè, chính hãng á là nó có chạy cái chỉ và bắn laser và tất cả các điểm là nó vắt con, các bạn không vắt con đây nè, vắt con đây nè. Rồi tiếp tục là mình đang sử dụng ba cục bố chính hãng nha các bạn, để mình thay vô cái cụm bố này lại. Và các bạn thấy một điều á, mình đơn giản lắm, mình nhìn là cái cao su này là khách hàng, có thể là những anh tìm không có cao su ba kèn, người ta giữ cao su cũ nè, cao su cũ thì nó sẽ bá vô các bạn, nó bị teo cao su nó sẽ bá vô cái đế này luôn, thì nhiều khi nó bị kêu càng nha các bạn. Ba cọc cao su mình lúc nào mình bỏ theo các bạn. Và đây là cái chuông lô nha các bạn, cái chuông này thì khoảng tầm 30 mấy ngàn á, mình không làm chuông này các bạn, ba mấy với mấy chục nó cũng không tới đâu nên mình không làm. Thì các bạn thấy người ta tán cũng thô sơ nè, rồi mình sẽ làm nhanh cho các bạn. Thì một là các bạn kiếm cái khoan cùi bắp, các bạn xỏ, các bạn khoan, kiếm cái mũi khoan dùng 4-5 ly, các bạn khoan từ trên xuống như thế này nè cũng được bình thường nha bạn. Rồi còn mình thì để ngắn clip mình đã khoan trước mấy điểm rồi, rồi các bạn khoan cho bứt cái đầu ra. Thì mình thì sử dụng thí dụ như là khoan như thế này, mình khoan cho nó lẹ để làm clip nha các bạn, thông cảm. Đây mình xử nè, thì các bạn nó sẽ rụng mấy cái đầu này ra, bạn nó rụng ra như thế này, nó sẽ gớt ra cái đầu ra thế này. Thì các bạn là dùng búa các bạn gõ cái này là nó gớt xuống, các bạn gõ cái vành chỗ này nè không bao giờ hư đồ nha bạn. Các bạn nhìn mình gõ cho các bạn xem nè, gõ cái vành thế ngoài nè, ra là nhóm rồi nè các bạn. Cái vành của người ta rất là thô sơ, cái vành người ta rất là thô sơ nha các bạn. Rồi mình sẽ so sánh hai cái vành cho các bạn xem này, hai cái vành
bố cước chạy không được nha mày, rồi mình sẽ so sánh bố cho mày, rồi các bạn cứ tự tin lên, mình đặt vô mình tán thôi các bạn. Đây nè, bạn tự tin lên đi, mình đặt vô mình tán thôi. Rồi mình để cho bạn xuống nha, xuống dưới này. Mình tự tin lên nha các bạn, nhớ nha mày, anh em thợ mình cứ cố gắng tự tin lên đi, ai cũng làm được thôi, mà làm một cách hoàn hảo. Nói chung mình không làm phiền ai các bạn, chú ý là mình gọi một câu là mình không làm phiền ai, tự làm tại nhà. Thì các bạn đưa cái bàn chuông cho nè, các bạn thấy nè, không lệch đi các bạn. Ở đây nó có hai tầng nè, các bạn thấy hai tầng nè, tầng vô đưa nè, còn bắt đầu nó lọt cái tầng đó là các bạn không nhúc chích được, nghĩa là các bạn không có nhúc chích qua lại được, lấy gì mà lệch nè, các bạn thấy. Các bạn nói chung là các bạn nên nhìn thử một lần đi rồi các bạn sẽ thích cái cách này nha bạn. Mình chét miếng ba bò để giữ đình tán cả. Rồi các bạn thấy mình đưa vành vô thì các bạn thấy nó lộng lẫy rồi đó, đẹp. Và đình tán ở trên nè, đình tán chính hãng thì các bạn đưa vô nó rất là đẹp nha đó, nó không phải như mấy con lô đâu. Rồi các bạn, cái đình tán thôi mà các bạn thấy đẹp rồi nè. À, chủ yếu là mình chét mỡ bò cho nó giữ cái đinh tán này, mình úp xuống đây cho nó dễ nè, các bạn úp xuống. Rồi thì mình kiếm mấy cái cây có lực mình chế các bạn. Đây mình chế à, mình tán nha, mình tán cho các bạn xem nha. Đinh tán này nó vô cùng cứng nha các bạn, vô cùng cứng nha. Thì khi tán các bạn để ý nè, từ từ mình rút kinh nghiệm thôi các bạn, rút kinh nghiệm thôi. Mình tán rất là đẹp nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy mình tán nhìn còn lộng lẫy luôn á nè. Chứ các bạn để ý cái đường mình tán có bị hư cái chuông hay không nè, nó khít nè, nó khít, nó chạy, nó khít hết nè các bạn. Để ý từng ly từng tí, ví dụ như cái chỗ này nè, cái chỗ này thì mình thấy nó còn ấy lên thì mình tán lại, vậy là nó chắc lắm rồi bạn, không bao giờ vuột nổi, tại cái hệ thống nó con mà các bạn, nó con. Ví dụ chỗ nào các bạn muốn đẹp thì các bạn xử lý lại mấy cái cho nó đẹp, làm từ từ các bạn, không có gì phải vội hết các bạn. Đây nè, các bạn thấy mình là cái một cái người nghiệp dư thôi, mình làm cái chuông nhiều khi còn đẹp lắm nha các bạn. Đây nè, đây bạn thấy nè, nhất là coi mấy cái kiểm mấy cái đường nè, nó không hở gì hết nè, ok nè. Và thấy hàng xịn là nó quá là tiền các bạn, các bạn thấy so với những cái mà hàng kém là nó như thế nào. Rồi thì mình sẽ làm luôn cái bố rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Giờ làm thêm cái bố ba càng nữa nha các bạn. Bạn coi xong nhớ like nha bạn. Cái này các bạn tự làm tại nhà đi, được cái xe nó chạy. Thì cái bộ nồi này nè là bố ngắn nha bạn, và anh em đã dán lại bố dài nè, bố dài nè các bạn. Bố cước thì chạy nó rung ra đầu lắm nha, mà nó rung. Thì mình sẽ sử dụng lại bố chính hãng và mình sử dụng lại bố dài luôn nha các bạn, cho các bạn xem. Và thứ nhất là cải phe, cải phe thì các bạn làm như thế này, các bạn lắc vít, lắc vít thì phe nó sẽ dăng ra nha các bạn, lắc vít thôi.
thì phe nó sẽ dăng ra như vậy, và mới nhớ chặn lại hồi nó dăng mất cái phe. Đây, để phe đây, lắc tay các bạn. Các bạn lấy cái này ra, các bạn để ra ngoài. Các bạn để ý những cái chiều lò xo nha. Cái này lấy không được nha bạn, lấy nó kẹt thì các bạn đừng quan tâm. Mình hướng dẫn cho bạn lấy không có hư đế hư kèn. Trong nhà ai á, khi làm nghề cũng có cái đầu vít cao su như thế này. Các bạn gõ, các bạn gõ vô cái chỗ này nè. Không được dùng búa sắt gõ là nó hư cái chỗ này. Thì chúc các bạn ráp xe không được, các bạn gõ búa cao su vô. Đây, mình gõ cho bạn xem. Rồi lên một miếng nữa nè, hai miếng nè, nè các bạn, đây, đó, rồi cái đế nè, cái đế chính hãng, các bạn thấy chữ VB đây, VB đây, thì cái này mình không, do mình quay clip thì mình các bạn thông cảm, mình không có thời gian mà rửa lại nha bạn, rửa lại thì không có kịp thời gian để quay nha bạn. Thì mình giữ lại ba lò xo nè, ba lò xo nha bạn, ba cái lò xo, và cái bố này là bố bố nè, bố dán, rồi bố chính hãng nè. Bố chính hãng này nha bạn, chính hãng nè, bố dài so với bố dán, các bạn thấy khác nhau một trời một vực. Dạ, mình phải kiếm cao su nữa mới được bạn. Ba cục cao su mình không thấy đây nè. Mình phải kiếm ba cục cao su để ráp nữa các bạn. Rồi nha. Rồi cái này thì các bạn thông cảm, mình sẽ lau sơ qua rồi mình ráp nha các bạn. Này là mình vừa nhận luôn đó nha bạn. Thì mai thì bạn mình sẽ ghép bộ nồi này cho khách, thì mình nhận lại. Tại bộ nồi này tương đối nó cũng giật cái cụm ba kèn. Ba kèn mà các bạn dán thì các bạn thua đó. Dán mà các bạn làm 2-3 lần là các bạn lỗ. Cái làm thương án của mình đi. Các bạn cứ thử đi. Ví dụ như thay vì các bạn đi học này đi kia thì các bạn mua, bỏ tiền ra mua một cái bành chuông và một cái cung bố, mình học một lần thì mình thấy cái học phí nó, thí dụ như lỡ mà xài không được các bạn, cái học phí mình nó không nặng, nó không có cao, và các bạn có thể làm được thêm cái công việc tại nhà và không có cần chạy đi đâu bạn. Thời gian chạy tới chạy lui nó cực lắm. Thì đây là cao su nha bạn, thì mình đơn giản lắm, các bạn bỏ cao su vô này. Cao su thì có hai chiều nha, một chiều con đó, bạn bỏ vô đó, bỏ vô đây nè. Chiều này phải biết chiều bỏ đúng hướng vậy bạn. Nói chung là bỏ sai nó cũng được, nhưng mà mình làm kỹ thuật này nói chung nó, mình quan tâm tới nó đúng kỹ thuật hơn. Rồi các bạn, mình lấy càng ra nè. Càng thì khi mình giao các bạn, nhiều khi có cái lằn đen thì các bạn thông cảm nha, là do cái dấu của buộc thun á. Nè, buộc thun nè, chỗ này nó vàng đẹp nè, ở đây buộc thun. Đó, này buộc thun nè. Không ảnh hưởng chất lượng đâu bạn, dây thun thôi. Nè. Rồi mình ướp thì cách các bạn để như thế này nè. Các bạn vô các bạn thử nè, không lắc nè, vậy là quá ngon nè. Nè, các bạn thấy cái đế của bạn không bị lắc càng. Nè các bạn thử nè. Đó, ok á. Rồi các bạn đừng có cho khiếp càng vô, các bạn khiếp chút nó khó, nó sẽ cắn cái chỗ này nè. Các bạn để gá đây nè, các bạn thấy nó bóp vô càng gì là ngon. Cái đế này còn xài được, đế này xài biết nhiêu năm rồi vẫn ok. Rồi các bạn để vô đây, đây nè. Rồi các bạn bóp một lượt vô nè. Rồi bạn thấy lên hình chưa, lên hình chưa, đẹp hơn so với nãy chưa. Rồi các bạn cài lò xo. Mình cài lò xo nè. Đây. Lò xo thì theo các bạn thì dùng kìm bấm, thì mình thì không có dùng kìm mở phe ngược các bạn. Tùy theo các bạn quen cách nào thì các bạn làm cách đó thôi. Mình thì bỏ cái thế này mình quen rồi. Bỏ thế này.
Rồi các bạn, một cái tay các bạn chịu. Đây nè. Cái này thì mình sai, cái này các bạn mài nhọn xuống á, đừng lấy vít dẹp, tại vì cái vít này thì mình đang dùng đỡ. Cái vít nhọn các bạn làm 1 phút 30 giây là vô. Còn mình làm cho các bạn xem thôi. Vít nhọn mới dễ các bạn. Làm gì làm á, các bạn phải kiểm lò xo phải vô hết nha các bạn. Lò xo phải vô hết rồi mình hãy ướm cái phần cái này vô. Cái nắp này thì nó cũng có chiều, các bạn cứ lung bỏ lung tung cũng được mà các bạn ghi nhớ cho mình. Ví dụ cái này là cái miếng đầu tiên nè, thì cái này có mặt bén mà mình đưa vô trước. Rồi cái này nè, cái này là các bạn nghĩ như là cái nón lá đi, nón lá thì nhọn lên. Nhọn lên thì các bạn đặt lên đây. Rồi tiếp theo các bạn đặt cái này lên nha. Cái này thì nó có cái gờ để chịu không cho cái phe nó quay nha các bạn. Các bạn để lên. Đó. Xong rồi bấm phe vô rồi như là xong các bạn. Xong công việc á. Các bạn cài phe. Cài phe là nguyên tắc cài phe. Ga số gì ở trong cài ra nha các bạn. Ở trong mình cài ra. Rồi ở trong mình cài ra nha bạn. Các bạn cứ làm riết rồi mình quen à, một cái thao tác rất là đơn giản. Rồi khi mà bấm phe mình hướng dẫn cho các bạn bấm vậy thì nó không vô. Các bạn bấm mà cái một cái lực tì đang ém cái lò xo lá này nè, cái lò xo lá này nè, nó xuống thì mình bấm một cái nhẹ là vô rồi. Cái lực tì xuống đè xuống nè, bạn thấy. Rồi các bạn làm cái gì cũng phải cho nó thẩm mỹ các bạn. Thí dụ như các bạn bấm mà lỡ cái phe này nó xéo như vậy là nó mất thẩm mỹ quá. Mình phải chỉnh cho cái phe nó ngay lại. Nói chung là các bạn một cái chút trong kỹ thuật á, một cái chút gì mà mình làm được cho cái thẩm mỹ cao thì mình làm các bạn. Nè, mình cho cái này đều nè. Phe này đều. Rồi là cái tính thẩm mỹ nó có. Ok nha bạn. Bạn thấy mình sẽ được cái cụm bố chính hãng. Và các bạn thấy nè, khi mà các bạn vô cao su á, mình để ý, mình nói như cái lớp đầu á, các bạn thấy ở đây nó sẽ hở đều ra, gọi là mình thành công. Thì đó mình bỏ vô cái chuông, mình quay nha bạn. Chuông mình đã làm xong rồi, các bạn làm đi, chuẩn 100% hết rồi. Bạn thấy chuẩn 100% hết nha bạn. Thấy nè. Chủ yếu á, cái nồi bất kỳ xe nào mà có ba kèn thì cái nồi ba kèn là quan trọng nhất. Xe ga cũng vậy bạn, nồi ba kèn quan trọng nhất. Và những cái lá bố chính hãng như thế này á, các bạn thấy so với những cái mình thay ra, các bạn thấy nó có xứng đáng đồng tiền để các bạn bỏ ra để các bạn học một cái bộ nồi không? Cái đó mình hỏi thiệt. Này, các bạn thấy. Đây là mình bán những sản phẩm chính hãng nha bạn, so với độ vớt nè. Còn cái chính hãng là người ta dán đúng tới đây thôi. Còn ví dụ như là mình dán nồi lại các bạn thấy nó thô sơ. Và người ta có thể dán ra tới đây. Mà thật chất á, nhiều bạn đòi dài. Thật chất ngay đây là cái trụ xây. Thì các bạn có dán dài ra nữa thì cũng không làm được cái gì nữa mà. Ngay đây là cái trụ xây mà. Thường là bây giờ hãng nó sẽ rút ngắn lại. Nhưng mà mình thấy bố dài thì anh em mua nhiều, mình bán cho các bạn bố dài. Các bạn thấy. Mình không có để lên ấy mà các bạn thấy chuẩn, rất là chuẩn nè. Không có sai lệch đi đâu được, tại vì cái độ sai lệch là không có. Nó giống như tỷ lệ sai số nó thấp lắm các bạn, không sai số nổi đâu. Thì nhiều anh em làm rất là thành công và cũng mua cũng ủng hộ bên mình rất là nhiều. Và đây là những cái bộ nồi mình vừa giới thiệu với các bạn và cách làm tại nhà đối với những cái bộ nhôm hú mà chưa hú nha các bạn. Thấy. Nói chung là mình là tài nghe các bạn, mình là không có chuyên gì làm cái những cái bộ phận này. Lúc trước mình cũng hay ấy, các bạn thấy mình tán vô rất là đẹp. Không có để lại dấu nha bạn. Mình phải khoan cho thẩm mỹ. Và mình xin cảm ơn các bạn.
cái đoạn hở chuông là đưa vô là nó cái đoạn hở chuông quy định cho bạn kéo xuống hết thì chia ra như thế này. Các bạn chia ra là nó muốn khích chuông mà nè, các bạn thấy chuông chia ra nè. Chia ra nè, các bạn thấy. Chuẩn theo nhà máy hết rồi. Các bạn làm cái gì các bạn thích dữ lắm á. Thì các bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ làm nồi các bạn. Và cái chuông chính hãng lúc nào mà cái chuông cũ cũng có đóng mãi đóng chìm. Ở đây đối với những cái mẫu đời trước nha các bạn. Này. Bát trên bát dưới. Nói chung mình làm xong mình cầm cái này lên mình thấy nó đẹp quá các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn. Đó, bộ nồi coi như là được bộ nồi hoàn hảo rồi các bạn.